cô làm gì dưới à cô Năm? Dạ. Đó chuẩn bị được ăn trưa. Khi mà mọi người vào đây á thì đều xếp dép để thẳng hàng như vậy đó. Chuyện này là do tự mọi người ở trong đây là họ tự nhắc nhở nhau như vậy. Trước đây mình cũng đã từng mắc bệnh ung thư trong giai đoạn mà Covid đó, năm 2021 thì bệnh nhân ung thư ở thành phố Hồ Chí Minh đó, gặp trở ngại về cái việc mà di chuyển đi lại về quê và về vấn đề kinh phí gửi về nhà trọ. Thì mình cũng đã từng mắc bệnh như vậy trong cái giai đoạn đó, cho nên mình có cái sự thấu hiểu đó. Thì từ đó mà mình mới cùng một số mạnh thường quân á thì mới đứng ra để mà thành lập ra những cái căn nhà trọ cộng đồng này. Ở đây là coi như là cũng là nói chung là đầy đủ, không thiếu một cái thứ gì trong cái mẹ ấm này, đầy đủ con hơn là gia đình mình nữa. Vậy thì cũng nghe thấy bạn bè người bệnh người ta đi chữa bệnh đấy, người ta giới thiệu tới mẹ ấm đây, thì thực tế là đến đây thì sống thì bệnh nhân sống với nhau là hòa nhã vui vẻ, rồi cảm tưởng thấy là ăn uống được nhiều hơn. Mẹ ấm này là 20 mấy người á, nhưng mà nó giống chung như là một gia đình nhỏ vậy thôi. Cái đó là cái tinh thần chung mọi người. Nói chung là vô đây là sống, cái thứ nhất là chữa bệnh, cái thứ hai là không phải mình là vì bệnh tật mà mình dơ giấy, mình bày hài. Mình trước nhất là mình vô đây mình sạch sẽ, mình gọn gàng. Ở kia nhà sạch thì mất, bớt sạch thì ngon. Thấy quá gì là tốt, nhiệt tình giúp đỡ nhau. Nghĩa là người nặng thì là nghỉ muốn làm, nhưng mà người khỏe là ta không cho làm, để cho người khỏe ta phụ, người ta nấu nướng hoặc là dọn nhà cửa cho. Còn người mà bệnh nặng là nghỉ ngơi. Thì ở đây là sẽ không có một cái văn hóa là người bệnh là sẽ được chỉ được chăm sóc thôi. Ở đây là người bệnh có thể chăm sóc cho người khác, và mỗi người tự cảm thấy là mình có cái giá trị như nhau. Cái tinh thần của mọi người đó vui vẻ, sống hòa đồng, nói chuyện tiếu lâm rồi cười cả ngày, vui vẻ lắm. Cô có công chuyện cô lạc vặt cô làm rồi dẫn với nhau nói chuyện cười đùa là không quay đi cái bệnh tật, không quay cái đau nhất. Sáng để đài xíu nữa tới bữa ăn mới nấu. Giờ mình đi chữa bệnh mà mình vô mình gặp cái chỗ đầy vậy là quá sướng rồi. Ai họ tới họ xin nhở họ kêu vô đây cái là ưng ở không đi. Đừng nghĩ là mình bệnh tình chị hết chứ. Mình cứ vô tư vui vẻ mình sống, mình lạc quan lên yêu đời vui vẻ. Đừng có rầu rĩ là cái bệnh nó còn nặng. Khi mình giúp đỡ mọi người thì nó mang lại cái nguồn năng lượng tích cực. Thì nó sẽ giúp cho mình nó là không có đối diện với nỗi đau của bản thân nữa, mà mình chỉ mang tấm lòng của mình ra để mình giúp đời, giúp người.